Dạ, Tài xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog và kênh của anh Tinh Ba Miền nha cả nhà. Hôm nay là ngày 27 tháng 9 năm 2024, giờ này cũng trưa rồi, 12 giờ trưa rồi. Em mến chúc quý cô chú anh chị và các bạn mình được nhiều sức khỏe, được nhiều may mắn và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như là trong công việc của mình ha. Quay trở lại với cái video này thì em xin phép chia sẻ và cập nhật gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn mình những thông tin cực kỳ nóng hổi, những thông tin mà cô chú anh chị và các bạn mình đang quan tâm ha. Thì cả nhà mình cũng biết rồi, chị Hồng Loan cũng mới vừa chia sẻ một bài viết nói về vụ BH hay cả nhà. Phía bên kia thì nó dựa vào đó để nó tấn công cả nhà. Nó nói là chị Hồng Loan và chị Ni đang bốc phét và cũng như là nói xạo với mọi người là ba ơi con thắng rồi, thắng toàn tập gì đó cả nhà. Cả nhà mình còn nhớ không ạ? Chắc chắn là mình đã thắng rồi cô chú anh chị. Cái câu nói đó là câu nói chính xác. Cả nhà biết vì sao mà nó chính xác? Tại vì khi mà cơ quan chức năng người ta đã phán rằng á, là Hồng Loan là được quyền sử dụng hình ảnh của ba mình, đó là có nghệ sĩ, thì tất cả phải trả lại cho Hồng Loan và Hồng Loan có quyền sử dụng nó. Nếu ai mà sử dụng là không có xin phép Hồng Loan thì sẽ bị chế tài ha. Còn bên cạnh đó thì tiền BH thì phải trả lại hết tất tần tật cho Hồng Loan, kể cả BH và cũng như là đứa cháu gái thì phải trả lại hết cho Hồng Loan. Tổng số tiền thì em nhớ đâu đó thì 140 mấy củ á cả nhà, 140 mấy củ á, cộng cả hai lại luôn ha cả nhà, là BH là 50 mấy và của đứa cháu gái các họ là 80 mấy, 89 thì phải đó. Thì hai nơi phải trả lại, nhưng mà BH đã thỏa thuận hòa giải trả là 50 mấy rồi, đã trả cho Hồng Loan, Hồng Loan cũng đã chuyển cho bên mặt trận Tổ quốc rồi, cũng như là để ủng hộ đồng bào miền Bắc do thiên tai lũ lụt bão đó cả nhà. Thì Hồng Loan cũng làm điều đó thay ba mình và có ghi cái nội dung là con gái là Hồng Loan, con của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cùng với lại BH Media nó. Cả nhà mình thấy không, chị Hồng Loan rất là nhân đạo nha cả nhà, rất là dễ thương luôn. Có ghi dòng chữ là Hồng Loan con gái của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cùng với lại BH Media cùng chung tay hỗ trợ đồng bào gặp khó khăn thiên tai lũ lụt đó. Đó, cả nhà mình thấy không, trong cái bối cảnh này thì em xin phép gửi đến quý cô chú anh chị mình và cũng như là chúng ta cùng nhau chia sẻ về tại sao cái đứa cháu gái này họ làm như vậy và tại sao mà nó nói lên làm thắng, nó nói cho chúng ta phép bốc phép và cũng như là nói chúng ta nói xạo ba ơi con thắng rồi, thắng toàn tập đó. Thì rõ ràng là đã thắng rồi nhưng mà do nó kháng cáo trong một cái sự việc gì đó, mà có một cái vụ tranh chấp gì đó thì có một bên nó kháng cáo, chắc chắn là cơ quan chức năng sẽ tiếp tục nhận hồ sơ và cũng như là xem xét, chứ chắc chắn rằng là đã thắng rồi nhưng mà do nó kháng cáo nữa thôi thì chúng ta cần phải chịu. Hồng Loan cần phải đi lại cơ quan chức năng, cần phải đi ra Hà Nội để dự một cái phiên tòa phúc thẩm tiếp theo nữa cả nhà. Mục đích của nó để kháng cáo để làm gì cô chú anh chị mình biết không ạ? Trước sau gì nó cũng trả tiền cho Hồng Loan thôi, nó cũng thối tiền cho Hồng Loan thôi, nhưng do nó muốn kéo dài cái drama ra để làm gì cả nhà, để nó hợp thức quá những cái vụ việc khác, chứ không phải là nó có mục đích là nó thu lợi về cái chỉ có 89 triệu đó đâu, 89 củ đó thôi cả nhà, mà nó thu lợi về cái những cái khác. Cả nhà mình còn nhớ không ạ? Cái miếng đất ở Thủ Đức và cũng như là cái chiếc xe mà hiện tại của Hồng Loan và anh Hải đang chạy, chiếc xe mà gọi mọi người hay gọi là chiếc xe huyền thoại đó, chiếc đĩa bay đó cô chú anh chị. Thì cái chiếc xe đó cô chú anh chị mình còn nhớ mà, hiện tại bây giờ đang tranh chấp nha, chứ chưa thuộc về Hồng Loan hẳn ha. Miếng đất và chiếc xe hiện tại đang tranh chấp nha quý cô chú anh chị, nó cũng muốn kéo dài để nó hợp thức quá và cũng như là vấn đề sao kê để nó hợp thức quá thôi cô chú anh chị đó. Thì cái đó là cái ý đồ chính của nó đó. Em chia sẻ một bài viết này gửi đến quý cô chú anh chị mình nè, của chị Lộc Vân Cây, chị nói rất là hay ha, nên em thấy cũng trùng ý kiến với em và em gửi đến quý cô chú anh chị mình coi, cả nhà mình đọc coi và cùng nhau tham khảo nha. Trong vụ tranh chấp về bản quyền quản lý hình ảnh đám tang của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh giữa Hồng Loan và đứa cháu gái cùng với lại BH Media. Cái bối cảnh là đám tang của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vào tháng 3 năm 2023. Hồng đứa cháu gái nha, cháu gái khác họ. Tại vì em không muốn gọi tên nữa cả nhà. Đứa cháu gái khác họ. Cháu gái của cố nghệ sĩ đã thỏa thuận với lại BH là để ghi hình, đưa hình ảnh đám tang lên mạng truyền thông. Nhưng việc sau này đó đã không được giải quyết thỏa thuận trong gia đình và cũng như là những cái bên liên quan ha. Số tiền là 89 triệu, đứa cháu gái khác họ đó sau khi công bố nhận tiền từ BH đã không chuyển giao cho con gái của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, đó là Hồng Loan, cũng như quyền quản lý từ hợp đồng truyền thông này.
Hồng Loan nhiều lần muốn tiếp quản quyền quản lý này nhưng không thỏa thuận được và các bên liên quan đã khởi kiện ra tòa Cầu Giấy, Hà Nội, bị đơn là công ty BH Media, người có liên quan là đứa cháu gái khác họ. Vậy đi. Tài bấm chưa? Chưa. Dạ em xin phép đọc một cái bài viết của chị Lộc Vườn Cây để cho cô chú anh chị và các bạn mình cùng nhau tham khảo nha cả nhà. Một bài viết khá là hay và cũng như là một bài viết có cùng ý kiến với lại và suy nghĩ của em luôn cô chú anh chị. Một bài viết hay lắm nha. Mời cô chú anh chị mình nghe nha. Vụ tranh chấp bản quyền quản lý hình ảnh đám tang cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh giữa Hồng Loan và đứa cháu gái khác họ cùng với lại BH Media. Đám tang cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vào tháng 3 năm 2023, đứa cháu gái khác họ cùng với lại Hồng Loan, BH Media. Cùng với lại BH Media ghi hình nha, đưa hình ảnh đám tang lên một lên mạng truyền thông. Nhưng việc này sau đó đã không được giải quyết ổn thỏa trong gia đình và các bên liên quan. Số tiền hơn 89 triệu, đứa cháu gái khác họ sau khi công bố nhận từ BH Media đã không chuyển giao cho con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, đó là Hồng Loan, cũng như quyền quản lý từ hợp đồng truyền thông này. Hồng Loan nhiều lần muốn tiếp quản vụ việc này nhưng không thỏa thuận được các bên liên quan nên khởi kiện tại tòa Cầu Giấy, Hà Nội, bị đơn là công ty BH Media, người có liên quan là đứa cháu gái khác họ ha. Kết quả nội dung phiên tòa tuyên ngày 25 tháng 7 năm 2024 á, tòa tuyên vô hiệu hóa hợp đồng giữa BH Media và đứa cháu gái khác họ ký ngày 6 tháng 3 năm 2023. Tòa tuyên BH Media và đứa cháu gái khác họ là phải trả lại cho Hồng Loan hơn 142 triệu thu từ hợp đồng này, trong đó hơn 89 triệu từ đứa cháu khác gái khác họ đang giữ và hơn 53 triệu từ BH Media. Tòa tuyên Võ Thị Hồng Loan có quyền quản lý toàn bộ quyền nhân thân và giá trị nhân thân của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Tòa tuyên BH phải dỡ bỏ các video đăng tải trên đám tang về đám tang ha do BH sản xuất đăng lên mạng internet. Tòa đình chỉ một phần nội dung kiện của Hồng Loan. Tòa tuyên Hồng Loan được trả lại khoản tạm ứng án phí do thắng kiện đứa cháu gái khác họ và BH Media phải nộp án phí. Diễn biến tiếp theo theo cập nhật hàng ngày đó, ngày 27 tháng 9 năm 2024 tức là ngày hôm nay, Hồng Loan và BH Media đã hòa giải. BH Media đã trả lại cho Hồng Loan hơn 53 triệu doanh thu từ việc khai thác các video này, do Hồng Loan đã chuyển khoản toàn bộ số tiền này cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ủng hộ bà con đồng bào lũ lụt ở miền Bắc. BDA gỡ các video đã sản xuất và đăng tải xuống. Tuy nhiên, do hòa giải giữa BH Media và Hồng Loan, tương lai các hình ảnh này có thể trở lại đăng công khai trên nền tảng internet. Hiện nay đã đăng một phần trong công báo về phía Hồng Loan. Trong tương lai, Hồng Loan sẽ hợp tác với BH Media. Tuy nhiên, người có liên quan là đứa cháu gái khác họ kháng cáo. Do kháng cáo nên khoảng hơn 89 triệu đồng mà tòa đã trả lại cho Hồng Loan vẫn chưa được thi hành hay cả nhà. Còn cái vụ việc ở ngoài thì mọi việc cũng đúng như là chị Lộc Vườn Cây cũng có chia sẻ và nhận định trong một năm qua đó, thì những lời của luật sư Tức Ngọc ngày 25 tháng 7 được chứng minh là sự thật ha. Việc Hồng Loan thu về số tiền là 53 triệu, hơn 53 triệu thì Hồng Loan đã gọi là giúp đồng bào ở miền Bắc gọi là chịu thiên tai lũ lụt. Còn số tiền kia thì vẫn chưa nhận được từ đứa cháu gái khác họ cả nhà. Số tiền hơn 89 triệu đồng. Con số tiền cũng rất là khủng chứ không phải là không phải là nhỏ đâu quý cô chú anh chị. Đây là một bài viết của chị Lộc Vườn Cây thì nó đã lột tả được những gì mà cô chú anh chị mình đang gọi là đang phân vân và cũng như là đang suy nghĩ. Không biết là cô chú anh chị mình có cùng ý kiến với lại chị Lộc Vườn Cây không? Em thấy một bài viết cũng khá là hay nên em đọc để cho cô chú anh chị mình tham khảo. Ở đây thì em có thấy cái dòng chữ của chị Loan đã chuyển khoản liền ngay lập tức trong hình như là chuyển khoản vào ngày 26 tức là ngày hôm qua lúc 21 giờ 44 phút ngày 26 tháng 9 năm 2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Cứu trợ Trung ương, gia đình cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, con gái Hồng Loan cùng BH Media ủng hộ đồng bào miền Bắc ảnh hưởng bão Gia Ghi. Đó, cả nhà thấy không ạ? Quá tuyệt vời. Quá là tuyệt vời luôn, đúng rồi. Hồng Loan nghĩ cho BH Media nữa cả nhà. Có gọi là có ghi thêm một cái phần nữa, một tích thêm một cái phần công đức cho BH. Đó, thì chị Hồng Loan cũng có chia sẻ một bài viết á. Nếu mà cố nghệ sĩ mà còn sống thì chắc chắn cũng sẽ làm cái vụ việc này giống như chị Hồng Loan làm. Tại vì cái việc thiện nguyện mà cả nhà bắt năm rất hay làm. Và nhiều khi làm còn âm thầm nữa quý cô chú anh chị, không cho ai biết nữa.
thường người ta nói là của cho không bằng cách cho. Đôi lúc mà làm âm thầm mình không cần phải nhận lại những cái gì mà gọi là công đức hay là phước báo gì cả, chỉ biết làm và giúp đỡ cho những cái hoàn cảnh khó khăn. Bác Năm ngày xưa cũng làm rất là nhiều, báo chí cũng đã từng đăng ha, và những người thân cũng đã từng chia sẻ là như vậy ha cô chú anh chị. Mong là trong thời gian sắp tới chị Hồng Loan ra Hà Nội dự phiên tòa phúc thẩm thì sẽ tiếp tục thắng toàn tập và bắt buộc đứa cháu gái các họ phải trả tiền lại, ối tiền ra trả lại cho Hồng Loan. Và lúc đó thì em nghĩ là Hồng Loan sẽ tiếp tục đi làm những việc thiện nguyện, hồi hướng cho ba mình, cho ba mình an yên về với Phật đó cô chú anh chị. Như vậy đó, mà phía bên kia nó cho rằng là chị Ni và chị Hồng Loan nói xạo nói láo thắng toàn tập chỗ nào. Rõ ràng là đã thắng rồi, nhưng mà do có một cái vụ việc kháng cáo thì tòa án phải tiếp tục điều tra thôi, đúng không cả nhà? Thì nhưng mà khi mà cô chú anh chị mình thấy khi mà kháng cáo á, cho dù đúng dù sai gì thì tòa án cũng nhận cái đơn, tất nhiên là nhận cái đơn. Thì khi mà nhận cái đơn xong á, thì tòa có xử hay không là một chuyện nữa. Cũng giống như bây giờ đi, em ví dụ em với ba Miền đi đó, hai người không có chuyện gì cả nhưng mà tranh chấp thì chắc chắn là tòa sẽ nhận cái đơn của em rồi. Ví dụ em kiện ba Miền, mà em kiện vô lý cũng được nữa cả nhà. Em gặp nó mà em nói ba Miền thiếu em 100 triệu để mình gặp ấy với tài này. Nếu ví dụ cái sự tranh chấp vậy đó là nó biết thế nào nó cũng thua rồi, cho nên nó mới tìm cách nó làm là nó kháng cáo để nó kéo dài thời gian trong cái vụ việc để kéo dài nó, mà cái sự thứ nhất đó. Thứ hai là nó sẽ chống phá cái chuyện buôn bán của chị Hồng Loan nữa đó, chứ không phải đơn giản đâu ngàn tài. Thì có thể là như vậy, nhưng mà cái vụ việc mà em hiểu được rằng á là nó sẽ hợp thức quá nha cả nhà. Đúng rồi, hợp thức quá ba thứ. Thứ nhất là sao kê, thứ hai là miếng đất ở Thủ Đức, đúng rồi, thứ ba là chiếc xe. Tại vì những cái thứ đó còn đang tranh chấp, tại vì cái căn nhà số 5 thì không thể nào được rồi, không thể nào tại vì rồi. Căn nhà số 5 là đứng tên chủ quyền của Hồng Loan rồi, có nghệ sĩ đã giành quyền cho Hồng Loan rồi, chỉ còn lại ba thứ đó thôi. Nó đang kéo dài để nó cố tình và nó hợp thức quá, nó tìm cách thôi cô chú anh chị. Hy vọng là chị Ni, Hồng Loan và cũng như là luật sư Tuyết Ngọc sẽ làm những cái chuyện mà gọi là cho con ve, gọi là phải tâm phục khẩu phục, chứ mà thuộc về tay của con ve thì coi như là xong rồi. Xong mà rồi. Theo như em nghĩ thì trong tay của con ve thì nó chẳng có cái gì đâu cô chú anh chị. Nghĩ sao mà trên cái cõi đời này, thật sự lần đầu tiên em cũng mới thấy, trong khi mình là cháu mà mình đi tranh giành tài sản với lại con của cậu mình. Thật sự bây giờ không lẽ bây giờ tôi hỏi ông ba Miền này ha, khi mà ông cậu của ông đi mất đi, ví dụ vậy nha, cậu ông mất, ông về ông giành tài sản với lại đứa chị của mình hoặc là mình đâu có được, đâu có được, tại ông có làm cái gì mà gọi là dòng họ gọi là trong khác họ đó. Mà nếu như trong trường hợp mình là cháu thôi, nếu ví dụ như mình trong cái lĩnh vực, nếu mà chú Năm đã mất mà cái gì giúp cho mình á, là có thể mình tranh chấp được và chị Hồng Loan vào thì được. Ở đây trong khi đó là trong cái sổ hộ khẩu là có tên là Võ Hồng Loan và 6 đứa cháu ngoại nữa, làm 5 đứa cháu ngoại đó làm sao mà vô được, và trong khi mình ở nhờ chỉ 2 năm thôi mà đồng giới hữu nó cực kỳ là bị đặt, hoặc không có chuyện không có bồ đau ấy cả nhà, đâu ấy. Thì cô chú anh chị mình cũng thấy rồi, hơn một năm mấy, gần 2 năm qua rồi cả nhà, một năm mấy 2 năm qua rồi, người ta cũng cố gắng kéo dài thời gian thôi, chứ thật chất là cái sự việc mà cô chú anh chị mình cũng thấy nó rõ như ban ngày rồi, ai cũng thấy cái điều đó hết trơn á. Nhưng mà nó không hiểu vì sao trong tay nó lại có, và cũng như trong đầu nó suy nghĩ mà không biết bên phía bên luật sư bên kia họ dùng cái chiêu trò thủ nó như là có những cái mình không thể nào hiểu được họ làm vậy để mục đích là, thì theo như em nghĩ là hợp thức quá thôi, chứ làm sao mà thắng được cô chú anh chị, làm sao mà thắng được trong khi giấy trắng mực đen mà cũng như là cái câu chuyện rõ ràng rồi. Rõ ràng cho dù con nuôi đi, em ví dụ như cả nhà, con nuôi đi đó, cho dù con nuôi đi thì, nhưng mà người ta lại là con nuôi hợp pháp thì được pháp. Nằm trong hộ khẩu và rồi. Cũng như là có một đứa con, đơn giản một đứa con thì cái quyền tài sản thì cũng phải là của con mình rồi, chứ đâu mà đưa cho cháu, đưa cho cô hay là đưa cho ai khác cô chú anh chị, trừ khi có một di chúc rõ ràng. Trừ khi có một cái di chúc, tao cho mày nè, tao cho mày cái nhà nè, tao cho mày cái xe nè, ví dụ tao cho mày cái này cái kia, còn đủ thứ trên cả nhà. Ví dụ trường hợp bây hồi chú Năm chú còn mắc đi, tuy là chị Hồng Loan chỉ là đứng tên cái số nhà số 5 đi, mà chú có di chúc ở kia ở Hồng Loan ơi, sau này mà ba có mắc đi á, là di chúc này con sẽ chia cho một phần miếng đất nào đó cho
cô cháu Khắc Họ thì con nghe được, trong khi trong cái gì chốc chả có vấn đề, có cái tên gì cô cháu Khắc Họ luôn á, mà ở đã có 2 năm mà đòi chiếm đoạt tài sản, không nghĩ vô thực tế ra cho cô chú anh chị chứ. Giờ mình phải qua công kích nó biểu là phải trả cái số tiền hợp đồng của công ty BH lại cho ông Loan, cho chị ông Loan thôi, chứ giờ ngoài ra thì mình phải nói một cách khác nữa là chờ đợi con dê này tiếp tục để trả số tiền ở lại, đúng không thầy? Đúng rồi. Thì tất nhiên là không phải của mình khai thác hình ảnh, đúng rồi, không phải của mình thì không có lấy được đâu, khai thác hình ảnh của cậu mà, khai thác hình ảnh của ba Hồng Loan mà. Bây giờ nói thật sự luôn á, bây giờ những ví dụ như em nè cả nhà, em đi, em đã từng quay đám tang của cố nghệ sĩ, em đã từng quay mộ của cố nghệ sĩ, nhưng nếu Hồng Loan không cho phép thì em cũng phải gọi là dừng lại thôi của chú anh chị, chứ đó là cái hình ảnh của cố nghệ sĩ thôi. Nhưng mà mình đứng về cái vụ việc là yêu thương bộ mộ Hồng Loan thì cái chuyện đó nó quá bình thường ở cái mức độ là cho phép. Còn trường hợp mà nó gọi là nó sắc xéo, nó ngang ngược quá thì cần phải kiện ra tòa vậy thôi, chứ không thể nào mà để yên được cả nhà. Chứ mà chúng ta mà cái kiểu mình im lặng á, nó tự mình sợ. Nhưng mà thật chắc đó, cô chú anh chị mình cứ chờ đợi đi, nó kiện không bao giờ thắng đâu, chẳng qua là nó dùng dằn dây dưa để hợp thức quá một số vấn đề khác thôi. Còn cái vấn đề BH thì làm sao mà thắng được, đúng không cả nhà? Còn những cái vụ việc kia thì chúng ta cũng phải chờ đợi thôi. Bây giờ thì tụi em thì người ở ngoài cuộc chỉ yêu thương ủng hộ, biết việc biết gì thì chia sẻ việc đó thôi. Còn cái vụ việc mà phía bên kia tại sao nó kéo dài như vậy và nó thưa kiện vô lý như vậy thì hạ hồi phân giải, khi nào cái tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh kết thúc thì lúc đó sẽ biết được cả nhà. Nhưng mà em tin chắc rằng cái gì của cố nghệ sĩ sẽ thuộc về con gái của ông, chính là Hồng Loan. Rồi bây giờ thì em xin phép tạm dừng cái video này ở đây, hẹn quý cô chú anh chị và các bạn mình ở video tiếp theo. Có thông tin gì mới thì em sẽ cập nhật và chia sẻ liên tục cho cả nhà mình nha. Xin chào ạ. Xin chào cô chú anh chị nha.